Mới đây thì Ngân hàng Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đầu tư 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp. Theo công bố của HD Bank, ngân hàng này đã ký kết thỏa thuận đầu tư 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào DIC Corp, nhà tổ chức bảo lãnh phát hành là công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank. Theo đó, với 1.000 tỷ đồng đầu tư mua trái phiếu của DIC Corp, HD Bank sẽ là đơn vị độc quyền và ưu tiên trong liên kết cho vay mua căn hộ thuộc các dự án đang triển khai của DIC Corp là cao ốc Thủy Tiên, Phoenix 12 Nam Vĩnh Yên Đại Phước vân vân. Về phía DC Corp, doanh nghiệp này cũng sẽ ưu tiên dùng các sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp và hỗ trợ HD Bank trong giới thiệu các dịch vụ ngân hàng đến toàn bộ nhân viên và khách hàng của DIC Corp.